Xin chào anh chị nhà đầu tư ha Chào mừng anh chị mình đến với kênh youtube của em Kênh youtube chứng khoán NMC Finance Thì uh, như thương lệ cuối ngày Cuối tuần em cũng ngồi lại với anh chị mình Để cùng nhìn nhận qua thị trường của chúng ta Trong uh, phiên giao dịch uh, của tuần vừa qua Cũng như là đưa ra những cái nhận định Những cái hành động và những cái chiến lược Cho cái tuần tiếp theo Thì uh, trong cái video ngày ngày hôm nay Em với chị mình sẽ cùng đi qua mình nhận định Về cái vấn đề này của thị trường ha thì kết thúc phiên giao dịch của tuần của thị trường thì ngày thứ sáu vừa qua thị trường của chúng ta có những cái biên độ điều chỉnh giảm điểm 24,34 điểm tương đương với 2,16% thì từ trường quay trở lại tiềm cận về lại móc vùng 1100 với một yếu tố thanh khoản có những cái yếu tố nó đột biến nó gia tăng ha thì nhìn chung đó, nếu mà xét về một cái sự vận động của cái phiên giao dịch mà nó có yếu tố biên độ giảm điểm lớn cộng với volume lớn á, thì đấy không phải là một cái phiên tích cực đối với thị trường của chúng ta tuy vậy mà chị mình cũng đừng có quá là lo lắng thì cái để mà gọi là để mà mình cùng nhau mình đánh giá lại đối với thị trường cho những cái phiên sắp tới để mà đưa ra những cái hành động nó tốt nhất cho anh chị mình trong cái 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 video ngày hôm nay anh chị lưu ý ha thì ngày hôm anh chị mình thấy là trước cái phiên gọi là tới cái phiên đáo hàng phái sinh thì thị trường của chúng ta có những cái nhịp kéo tương đối tốt đúng không ạ kéo về mặt cuối phiên <cười> <cười> tạo ra những cái yếu tố tết cung đúng không ạ đi đâu cũng nói về cái vấn đề tết cung là các cổ phiếu có những cái sự đồng thuận tết cung khá là đẹp đúng không ạ thì nó tạo ra những cái yếu tố gọi là nó nó tạo ra những cái sự kích thích về mặt cuối phiên như thế với một cái đi kèm với một cái yếu tố thanh còn thấp là một cái điều mà tạo ra những cái tiên đề rất là tốt đúng không ạ tuy nhiên á, là chị mình thấy là đến cái ngày thứ sáu thì cái gọi là khi mà nhìn qua các vận động về mặt thị trường hay là về mặt các cổ phiếu thì nhìn đâu các cổ phiếu nó không có những cái yếu tố áp lực mở biên đúng ạ à, thì là gọi là áp lực bán thì cái trạng thái tâm lý mình chị mình thấy là thay đổi rất là nhanh từ những cái động thái tích cực hưng phấn ngày hôm qua đúng ạ à, hưng phấn về cổ phiếu nào cũng tích cục đến ngày thứ sáu thì các cổ phiếu nó lại là bắt đầu nó có những cái trạng thái thay đổi gọi là thay đổi và gọi là nó không đánh theo một cái 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 độ hưng phấn và cái độ cảm xúc của anh chị nhà đầu tư mình thì đấy gọi là gọi là nó đấy chính là cái cảm xúc của thị trường chứng khoán của chúng ta mang lại và nó tạo ra những cái sự thú vị cho nhà đầu tư đối với cái thị trường này ha. Đấy là cái vấn đề của thị trường. Thì anh chị mình thấy là để mà cái nhịp này á là thị trường của chúng ta nó tạo ra một cái biên độ điều chỉnh đúng không ạ? Thì trên thị trường của chúng ta để mà bước vào một cái giai đoạn điều chỉnh mà nó thuộc cả dạng luôn là một cái nhịp uh, chỉnh ra hồn á thì nó sẽ có những cái hai cái điểm mà chị mình cần chú ý tới này, nó sẽ có một cái điểm chỉnh giả và nó sẽ có một cái điểm chỉnh thật ha cái điểm chỉnh giả là khi mà nó xuất hiện á thì nhà đầu tư mình sẽ gọi là nó sẽ không xuất hiện gọi là nhà đầu tư mình sẽ không lỗ và không kẹp ở những cái điểm chỉnh giá như thế mà nhà đầu tư mình thông thường sẽ bị lỗ và bị kẹp ở những cái điểm chỉnh thật ha em lấy ví dụ cho anh chị mình gọi là nó để mà tạo ra một cái quá trình điều chỉnh á nó sẽ có hai nhịp như thế ha thì chị mình thấy gần đây nhất này cái phiên này này đây là một cái điểm gọi là điểm chỉnh giá và điểm chỉnh thật đúng không ạ đây là điểm chỉnh giả của thị trường đây là điểm chỉnh thật của thị trường khi mà nó chỉnh thì nó rơi luôn đúng không ạ đây là điểm chỉnh giả có nghĩa là anh chị mình gặp cái điểm chỉnh giả thì mình vẫn có những cái cơ hội để mà mình đi đánh giá đúng không ít nhất nó sẽ có những cái giai đoạn nó kéo lên để mà nó test nó kiểm tra cung cầu xem thử cái lực cầu nó có chấp nhận nó hấp thụ những cái điểm giá cao hay không ha nói đây là điểm chỉnh giả này đây là điểm chỉnh thật này đúng ạ tiếp theo nữa anh chị mình thấy là khoảng uh, tiếp theo nữa này đây này ở những cái nhịp điều chỉnh á anh chị thấy này đây đúng ạ khi mà tạo ra một cái nhịp tăng đây là điểm chỉnh giả đúng ạ sau đó nó khôi phục lên nó kiểm tra cung cầu nó xem thử cái, cái, cái lực cầu gọi là lực cầu giá cao nó có chấp nhận nó vào hay không thì trong cái video lần trước video ngày hôm trước em có đề cập với anh chị mình ha đấy đây là điểm chỉnh giả này thì đây mới là điểm chính thật này đúng ạ hay là tiếp theo này anh chị mình thấy nè đây anh chị thấy này đây là điểm chỉnh giả này Đúng ạ, đây mới là điểm chỉnh thật nè. Đúng ạ, sau cái quá trình chỉnh giả thì thị trường của ta nó sẽ có một cái nhịp kéo lên. Và nhịp kéo lên như thế nó mới dễ là những cái nhịp trap của thị trường của chúng ta ha. Anh chị mình thấy tương tự như thế tiếp theo nè. Đấy, có, có, rất nhiều những cái ví dụ mà muốn lấy cho anh chị mình ha. Đây là một cũng là một cái điểm mà điểm biên độ nó hơi lớn nha anh chị. Đây chỉnh giả này, đây là chỉnh thật nè. ha. Đấy, đấy là một số cái ví dụ mà muốn nhắn gửi với anh chị mình. Đây cũng tương tự như thế này đây là điểm chỉnh giá này, đây mới là điểm chỉnh thật này, đúng ạ? để mà hình thành nên một cái cấu trúc điều chỉnh như thế, thì tại vì sao nó lại xuất hiện hai cái điểm chỉnh giá và cái điểm chỉnh thật? đối với cái thị trường của chúng ta, thì chỉ mình cần lưu ý tới là cái đầu tiên là khi mà thị trường của chúng ta nó đã đã có một cái nhịp độ tăng hay là các cổ phiếu nó về là những cái vùng nền kháng cự biên trên, thì nó sẽ bắt đầu nó gặp những cái áp lực cung về hai cái hai yếu tố, cái áp lực cung đầu tiên chính là cái nhà đầu tư bắt đáy ở những cái giai đoạn trước, đúng không ạ? bắt đáy là có lại người ta bán ra, những nhà đầu tư thứ hai chính là những cái nhà đầu tư kẹp hàng vùng bên trên đúng không ạ con kẹp vùng bên trên bắt đầu về hồi vốn thì người ta bán ra nó tạo ra những cái yếu tố hai cái áp lực như thế đúng không ạ thì từ đó nó sẽ dần dẫn đến một cái trạng thái mà anh chị mình thấy là ngày hôm qua nó có một cái tiền đề rất là tốt đúng không ạ nhưng mà sao gì nhưng mà dòng tiền nó không chấp nhận nó vào nó đánh mà khi mà cái tin tức giống như là tin tức ở đầu đầu ngày á là cái họ nhà Vinh nè bị điều tra thanh tra gì đó nên là nó gây áp lực về mặt chỉ số cái thứ hai là anh chị mình cần có nếu mà anh chị mình quan sát cái phiên ngày thứ sáu á đầu phiên sáng á thì anh chị mình sẽ thấy là những cái mà cổ phiếu penny nó là tăng đúng không anh chị thấy ITA này nó tăng nó có nghĩa là dòng tiền nó đang chảy vào những cái điểm trũng chứ nó không chấp nhận nó hấp thụ những cái lực gọi là lực cầu ở giá cao lưu ý ha đấy ITA tăng này Đức Long Gia Lai này đấy trần trần liên tục này hay là EVG này đấy những cái mã cổ phiếu penny nó lại bật nó dựng đầu dậy nó tăng đúng rồi đấy hay là WCG tương tự như thế này đấy là những cái con penny nó lại tăng đúng rồi đấy nó thể hiện cho một cái yếu tố là dòng tiền nó chảy vào những cái điểm trọng chứ nó không chảy vào những cái cái mà cổ phiếu nó mang trọng số lớn đối với thị trường hay là nó chấp nhận nó hấp thụ những cái yếu tố của những cái dòng tiền giá cao đúng không ạ tạo được điều kiện mà không đánh thì thứ nhất một là rung dữ hai là bắt đầu gọi là nếu mà cổ phiếu khỏe nó sẽ bắt đầu nó đi ngang để mà tạo ra những cái quá trình tái tốc lũy hấp thụ trở lại lưu ý ha thì ngày điểm ngày hôm nay em đánh giá là một cái điểm chỉnh giả của thị trường đấy nên là đối với những cái phiên tiếp theo đấy đa phần anh chị mình thấy là các cổ phiếu nó mở gọi là nó điều chỉnh giảm ngày hôm nay đi chẳng hạn thị trường của chúng ta giảm 24 điểm đi chẳng hạn nhưng mà đa phần là đến từ nó có những cái sự đóng góp của những cái mã cổ phiếu là gọi là thuộc dạng trụ thôi anh chị mình thấy Vietcombank đóng góp 3 điểm này đấy họ Vinhome VRE nó đóng góp cũng khoảng đâu đó là khoảng à, 7 tháng điểm rồi đấy nó là nhìn chung là đối với những cái biên độ rung lắc hay là biên độ điều chỉnh giảm này của cái cây này của thị trường á là các cổ phiếu hầu như là vẫn giữ được những cái biên độ nền của nó đúng không à. ạ đó, đó là cái quan điểm của em đây là một cái nhịp chỉnh điểm chỉnh giả đúng không ạ thì sau những cái điểm chỉnh giả này nếu mà thị trường của chúng ta thị trường của chúng ta sắp tới ấy, nó sẽ có gọi là nó sẽ có những cái giai đoạn đây là giai đoạn à, tạo ra những cái yếu tố tâm lý ép bán đầu tiên đúng không ạ nếu mà cái trường hợp á mà nếu mà nó kéo lên vùng trên này nè mà nó bắt đầu nó gọi là nó để mà thu hút những cái lực cầu trở lại của nhà đầu tư có nghĩa là những nhà đầu tư bán hoàn loạn trong cái phiên này ngày đi chẳng hạn thì khi mà thấy thị trường chúng ta bắt đầu tăng lên trở lại thì có cảm giác như á, là cái nhịp điều chỉnh này nó gọi là thị trường chúng ta nó khỏe lại đấy cổ phiếu nó khỏe lại nó không chính nữa thì bắt đầu đu vào những cái vùng trên này, này. đấy thì cái điểm chỉnh phía sau mới là những cái điểm nhốt nhà đầu tư mình lưu ý ha nên là cái quan điểm của em cái phiên này là cái phiên nó không có yếu tố rủi ro tuy nhiên á là nó gọi là nó có những cái sự dao động của một vài cái mã cổ phiếu đó là uh, em uh, gọi là trong cái phiên thứ sáu vừa qua em cũng có đưa ra trong cái room khách hàng của mình á là đầu phiên này em cũng có đưa ra một cái nhận định là thị trường đáo hàng phái sinh tương đối êm đềm này nhìn chung là mình đầu tiên á mình cũng sẽ target về cái vùng một một năm mươi một sáu mươi trước mắt đấy các cổ phiếu tích lũy trở lại tết cung là khả năng nó một, một cái một cái nhịp kéo rướng trở lại nữa đúng không à? ạ đấy tuy nhiên là với một cái xu hướng của thị trường đấy xu hướng tâm lý thì thanh khoản ở mức thấp là kiểu tố tốt đấy nhưng mà đến một cái giai đoạn bắt đầu nó bung thanh khoản lên đúng rồi bắt đầu cái sự đeo bám nó thể hiện qua Nó thể hiện qua cái việc thanh khoản nó bung lên đi kèm với cái tố, yếu tố dao động lớn trong cái khi mà cái tâm lý tác động á, thì lúc đó là những cái nhịp hồi này nó sẽ kết thúc và nó bước vào một cái giai đoạn tái tích lũy hấp thụ mới ha đó thì hai cái dòng thép bất động sản là vẫn hai cái dòng mà nó có thiên hướng nó tích lũy vượt đỉnh đó thị trường vào chính sống thì khả năng hai dòng này nó sẽ là hai cái dòng dẫn dắt cho thị trường của chúng ta ha thì cái điểm lung phiên này nó sẽ đến từ cái dòng dầu khí dòng đầu tư công và dòng khu nghiệp thì khả năng nó sẽ được luân chuyển trong cái nhịp tới thì chị mình thấy là à, trong cái phiên ngày thứ sáu vừa qua thì dòng mà khu nghiệp nó cũng có những cái điểm lung phiên để mà nó tạo ra những cái nhịp tăng tương đối tốt ha đấy thì với cái xu thế hiện tại này anh chị mình nắm giữ hàng đến khi có tín hiệu bung thanh khoản này dao động lớn còn cái trường còn cái trường hợp mà nó cứ đi lên không thanh khoản á hồi phục trong nghi ngờ đó, thì anh chị mình không có sợ ha à, thì cổ phiếu đang liên tục đẩy nền trong nền trong nền khá vận anh chị mình cứ tự tin nắm giữ yên tâm để chờ đợi đợi những cái điểm nổ và chờ đợi những cái điểm target để mà mình chốt là hợp lý ha à, các cổ phiếu đang tích cung tại nền này là kỳ vọng nó có những cái nhịp độ luân chuyển thì ngày hôm thứ sáu vừa qua có con SHC hay là GVR, KBC BC rồi là những cổ phiếu nó được luân chuyển của từ cái nhóm ngành công nghiệp ha à, thì tuy nhiên là trong cái yếu tố mở phiên thì anh chị mình thấy á là ngày hôm nay luôn chuyển được cái dòng khu nghiệp thì em cũng có báo cho chị trong trong khách hàng của mình là hôm nay có một cái tín hiệu mà cần chú ý tới và mình phải theo dõi chính là cái dòng bên nó đang tăng trở lại nên là điểm này chính là những cái cái điểm trung của thị trường nên là mình sẽ theo dõi một chút ha thì à, khi mà cái yếu tố nếu mà chị mình quan sát được cái lực gọi là cái thanh khoản trong phiên á có nghĩa là cái thanh khoản nó vẫn duy trì ở một cái mức độ cao đúng ạ à? nhưng mà các cổ phiếu mà cần đánh đó, thì nó lại không đánh đúng rồi à? có những cái cổ phiếu giống như là cái dòng chứng khoán đi chẳng hạn Đấy, ngày anh em Tết Cung mà anh em đây không đánh Đúng rồi, à, cổ phiếu cần đánh nó lại không đánh Đúng rồi, à, hay là những cái con giống như là Dòng, dòng, dòng bất động sản rồi đi chẳng hạn Nó đẩy được cái nền nhưng mà ngày hôm nay nó lại không đánh Có nghĩa là cái lực cầu ngày, ngày hôm thứ sáu vừa qua Nó không chấp nhận để mà đẩy lên một cái nền tiếp tục nữa Đúng rồi, à, có nghĩa là tạo được điều kiện Nhưng mà cổ phiếu nó lại không đánh Đúng rồi, à, những cái cổ phiếu rất là đẹp Em đánh giá là giống như là dòng chứng khoán đây chẳng hạn Đó, những con đẩy nền, tết cung liên tục Nhưng mà cổ phiếu nó không chấp nhận nó đánh mà nó lại đi đánh những cái dòng bên đi Thì đó chính là những cái tín hiệu Đầu tiên mà nó cho thấy là thanh khoản lớn dao động lòng khối lượng lớn lùi ha Đấy, Nên là mình vẫn đặt ra một cái mục tiêu cho mình Là sao chị Đến một cái giai đoạn mà bắt đầu tín hiệu bung thanh khoản dao động lớn Thì lúc đó mình sẽ bắt đầu Nó sẽ có những cái dấu hiệu chận lại Và nó sẽ bước vào một cái giai đoạn Tái tích lũy hấp thụ mới ha à, Thì vì vậy mà cái chủ trương của mình khi mà thấy tín hiệu rủi ro thêm cũng có cập nhật với anh chị mình có nghĩa là khi mà cái tín hiệu rủi ro của thị trường nó xuất hiện thì mình sẽ hạ tỷ trọng đúng không ạ khi mà thấy cơ hội thị trường nó tăng lên thì mình sẽ gia tăng quy mô em đánh giá với anh chị mình á phiên này ngày hôm nay em gọi là chỉ hạ một vài cái mạng cổ phiếu cần hạ thôi giống như là ngày hôm nay này hạ mạng cổ phiếu của EB là quanh vùng giá 19 đấy hạ từ rất là sớm còn cuối cái phiên trưa khoảng 11 giờ 26 phút ha. Đấy thì hôm nay này thị trường đánh hơi bị trật form. Đáng lý ra ngày hôm nay tết ngoài hôm qua tết cung á, ngày hôm nay phần gọi là dòng tiền nó phải đổ bộ vào để mà đẩy thêm một cái lần nữa. Đúng không ạ? Nhưng mà cái dòng tiền ngày hôm nay không chấp nhận đánh vào giá cao mà thanh khoản thì thị trường nó lại đang lớn. Đúng không ạ? Nên là sau 14 giờ này em sẽ chủ trương thêm một vài cái mã cổ phiếu nữa thì ngày hôm nay là đầu là ở phiên sáng em bán mã cổ phiếu của EB thì sau đó bán mã cổ phiếu của BVD của nhóm anh dầu khí còn các mã cổ phiếu còn lại nó vẫn đang trong một cái biên độ nền đấy nên là trong những cái cái phiên ở đầu tuần nếu mà cái trường hợp thị trường của chúng ta nó có những cái gọi là cái nhịp kéo lên Đúng là cái nhịp kéo lên để mà nó thực hiện những cái gọi là nó kiểm tra cái lượng cung cầu vùng trên này nữa Nếu mà cái áp lực cung nó vẫn còn, lực cầu nó không chấp nhận nó vào nữa Thì em sẽ tiếp tục em hà những cái mạng cổ phiếu còn lại Đấy còn những cái mạng cổ phiếu anh chị mình thấy là nó không phải là nó tiêu cực hết Đúng là ngày hôm nay vì sao mà cổ phiếu EB Có nghĩa là khi mà cổ phiếu này nó được neo giá và cái lượng tiền nó được hấp thụ Nhưng mà ngày hôm sáng, ở phiên sáng em thấy là cổ này nó có yếu tố nó bung vô lực đúng rồi nó làm canh hẹ vùng giá quanh 19 rồi nè đấy nếu mà test về lại thành công này đấy thành còn thấp dần thì có thể co vào lại đấy còn không thì gọi là đây là chính là những cái hạ trước để mà mình gọi là giữ một cái tỷ trọng đúng không ạ hay là vì sao mà hạ mà cổ phiếu của BVD thì BVD trong cái nó có được những cái điều kiện đánh này đúng không ạ ngày qua test cung kiệt cung đấy nhưng mà không đánh đúng không ngày hôm nay bắt đầu <cười> <cười> bắt đầu nó có những cái dấu hiệu bung thanh khoản thì mình cũng hạ mà cổ phiếu này ra đấy thì trước mắt nếu thì cái khả năng em đánh giá nó sẽ gọi là nó sẽ có một cái nhịp nó kéo hồi phục trở lại thì quanh cái ngưỡng giá 27 này này đó chính là cái vùng kháng cự mà nếu mà anh chị mình nếu mà cái lực cung mà nó tung ra vùng trên này nhiều á thì anh chị mình nên hạ ra đấy để mà chờ đợi những cái điểm phía sau ha đấy còn những cái mã cổ phiếu khác em vẫn nắm giữ bây như dòng ngân hàng mình vẫn nắm giữ dòng uh, đầu tư công những như VCG mình hiện tại vẫn đang nắm giữ đúng không ạ có nghĩa là sao cổ phiếu nó không có xấu có nghĩa là nó vẫn ở những nếu trở lại những cái vùng nền đúng không ạ đấy nên là có lúc đó, là cổ phiếu nó được có những cái điểm mồi của dòng tiền đúng rồi, nhưng mà gặp thị trường chung của chúng ta nó không thuận thì cổ phiếu nó vẫn giữ được cái 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 biên độ nền của nó chứ không phải là con nào nó cũng xấu trong cái phiên ngày ngày thứ sáu vừa qua đúng không ạ? nó là những con này mình sẽ tiếp tục mình giữ lại để mà chiến trị để mà khi mà thị trường của chúng ta nó có một cái nhịp gọi là cái nhịp hồi phục đi chẳng hạn để mình xem thử là mình đánh giá lại cái yếu tố mặt cung cầu đấy nếu mà cái yếu tố cung cầu nó tốt thì nó tạo ra một cái nhịp tăng mới đúng không? còn không thì sao gì mình sẽ hạ ra hoặc là nó khi mà nó thùng nền này Đấy, mình sẽ hạ ra, đấy không vấn đề gì cả, đúng rồi. Hay là những con giống như là đất xanh em vẫn còn nắm giữ năm mươi phần trăm, đúng không Hôm trước có nói với chị mình những cái phiên Bull lên như, gọi là những phiên nổ lên như thế này này, mình chốt năm mươi phần trăm nhưng mà bắt đầu chị mình thấy là có những cái sự dao động, Nên là những con này mình sẽ canh mình chặn lại, đấy nếu mà đóng cửa dưới giá mười chín, mười chín đó là 19 chín năm thì mình sẽ bắt đầu mình bán ra, đấy, còn không thì mình còn lượng hàng còn lại mình sẽ dự đến những cái target về lại vùng giá hai mươi, quanh vùng giá 22 ha có nghĩa là nó không xấu nhưng mà nó không phù hợp cho những cái điểm mua của anh chị mình nữa đâu tại vì sao anh chị hơi dao, động hơi lỏng lưu ý nha và sau những cái quá trình anh chị mình thấy là cái tín hiệu rủi ro của thị trường bắt đầu nó xuất hiện bằng cái việc mà dao động làm khối lượng lớn á thì chị mình phải cực kỳ lưu ý tới về những cái điểm test phía sau cái cái điểm test hồi phục phía sau của thị trường và giống với những cái nhịp này nè anh chị đó nhịp là lúc này em có nơi gặp với anh chị mình này có nghĩa là sau cái cái nhịp độ điều chỉnh giá của thị trường thì thị trường đó, nó cũng sẽ có một cái phiên gọi là nó kiểm tra cái yếu tố cung cầu trở lại nữa anh chị mình thấy là bắt đầu khối lượng kiểm tra cung cầu á, mà nó dao động lòng như thế này, này đấy thì lúc đó là những cái lúc anh chị mình nên canh mà bán ra và chờ đợi những cái nhịp điều gọi là cái nhịp uh, điều gọi là điều chỉnh xong hoặc là nó có những cái quá trình nếu mà nó khỏe nó sẽ tái tích lũy hấp thụ trở lại có nghĩa là hôm trước em có đề cập với anh chị mình á là thị trường của chúng ta nó sẽ có trong một cái cơn sóng tăng nó sẽ có ba nhịp đúng không à, ạ nhịp đầu á, là nhịp hồi phục nhịp thứ hai á, là tái tích lũy hấp thụ nhịp thứ ba là giai đoạn chính sống thì chị mình thấy là hiện tại bây giờ thị trường của chúng ta này đây là một cái nhịp hồi phục đầu đúng không à, ạ nhưng mà bắt đầu nó có những cái thanh này, khối lượng lớn này khối lượng lớn này đúng không à, ạ thì nếu mà cái trọng hưởng với yếu tố dao động lỏng nữa thì cái nhịp hồi phục này nó sẽ kết thúc và nó sẽ bước vào một cái giai đoạn số 2 chính là giai đoạn tái tích lũy hấp thụ tái tái tích lũy hấp thụ về cái quan điểm của em á là thị trường của chúng ta vùng này nó là, là những cái vùng tạo đáy lưu ý ha Đấy cái vùng này là vùng tạo đáy này Có nghĩa là cái biên độ trong giai đoạn trước Anh chị thấy là cái biên độ khi mà tạo ra những cái bước chạy đá Cái biên độ của nó cực kỳ tốt Cái thứ, cái thứ nhất, cái thứ hai nó có độ quyết liệt Đấy nên là cái khả năng để mà nó phá đáy Để mà tạo ra một cái trên giảm nữa Thì em đánh giá nó không cao Lưu ý ha Đấy, nhưng mà khi mà cái bàn chất em vẫn gọi là bằng chấp mình vẫn đi theo những cái nhận định của mình là khi mà dao động lòng khối lượng lớn thì chính là mình cử hạ tỷ trọng ra trước đã. Đúng ạ. À. Còn những cái phim phía sau giống như là em đánh giá khả năng đầu tuần nó sẽ có những cái nhịp hồi phục. Đấy nếu mà nó hồi phục nó giữ biên trở lại được thì mình sẽ tiếp tục mình cầm nắm và mình tìm kiếm những cái cơ hội mình vào tiếp. Đúng ạ. À. Còn nếu mà không sao gì mình sẽ hạ ra những cái mã cổ phiếu khác. hay à, nhưng mà quan điểm của em á là khi mà dao động lòng khối lượng lớn thì thị trường của chúng ta nó sẽ cần có một cái giai đoạn nó tái tích lũy hấp thụ lưu ý ha và cái khả năng phá đấy để mà hình thành nên một cái tranh giảm nữa thì em đánh giá nó sẽ không cao ha và hầu như đây là bước chạy đà rồi này đó, giai đoạn sau nếu mà ta tích lũy hấp thụ thì những cái dòng dần sóng những cái cổ phiếu mà trong giai đoạn này á mà nó đang tìm cận vùng đỉnh hay là nó đang à, gọi là vận động tái tích lũy vùng đỉnh á nó sẽ là những cái dòng tâm điểm để mà nó bước vào một cái giai đoạn chính sóng lưu ý ha về cái vấn đề đây đấy là cái cái yếu tố của thị trường và cái quan điểm của em á thị trường chúng ta điều chỉnh trong dịp này nó sẽ điều chỉnh không sau ha và nó sẽ là chính là những cái có thể nó bước vào một cái đoạn số 2 là tái tích lũy hấp thụ và tái tích lũy hấp thụ như thế này á, như thế này á là nó sẽ có những cái cơ hội của những cái dòng dần dắt nó xuất hiện trong những cái giai đoạn phía sau để cho anh chị mình đánh chính sóng Lùi ha đấy không có không phải cổ phiếu nào nó tiêu cực trong cái phiên ngày này nay cả đâu đấy nhưng mà em hẹn một vài cái mạng cổ phiếu để mà giữ cái tỷ trọng của mình thôi đấy còn bản chất anh chị mình không xấu ha còn nếu mà cái trường hợp hồi phục lên này mà nó gặp áp lực cung mà nó lớn á thì sao chị Lúc đó anh sẽ bán ra và chờ đợi những cái cái nhịp hấp thụ phía sau nữa, lưu ý nha. Đấy là cái vấn đề của thị trường của chúng ta, có nghĩa là gọi là uh, thị trường á thì là các cổ phiếu á giống như là con uh, những cái cổ phiếu mà khỏe trong giai đoạn này giống như là BDR này. <laughs> nó vẫn tạo ra được một cái nhịp độ tăng. Đúng không? Nó vẫn gọi là vượt đỉnh để mà tạo ra những cái tín hiệu tâm lý tốt hay là năm kim này nó vẫn khỏe đúng không nhưng mà sao gì nhưng mà những con nam kim này bắt đầu nó gặp lại cái vùng kháng cự của nó thì cổ yếu tố rung lắc là bình thường những vùng này là đâu gọi là đâu còn những cái điểm mua của anh chị mình nữa đâu đúng không chặn lại thì chặn quanh vùng giá nếu mà thủng giá 21 mình chặn còn không thì những cái vùng trên này anh chị mình cứ chốt dần ra chốt bớt ra đã chốt một phần chốt 50 trăm còn lại nếu mà cụ gọi là giữ lại còn lại là anh chị mình cứ chặn lại vùng giá 21 đúng không nếu mà thủng giá 21 mình bán còn nếu mà không tăng lên tiếp tục á thì mình gọi là sao chị mình nó nâng cái mức chặn lại lên dần lưu ý ha à? còn nếu mà cổ phiếu trong những cái giai đoạn sắp tới mà nó tái tích lũy trở lại vùng trên này, này là nó thành công đó, thì giai đoạn sau là những cái giai đoạn mình đánh chính sóng và đánh theo một cái trạng thái sóng dòng dần dắt lưu ý ha à? những cái cổ phiếu nào thì mình chỉ cần lưu ý tới nè sau mọi cái nhịp độ điều chỉnh đó, mà cổ phiếu nào mà nó về lại những cái vùng đỉnh đỉnh cũ hoặc là gần đỉnh cũ nhanh nhất thì những cái cổ phiếu đó là những cái cổ phiếu nó có khả năng dẫn dắt cao nhất khi mà thị trường chung của chúng ta nó bước vào một cái giai đoạn chính xác còn hiện tại bây giờ là một cái nhịp độ hồi phục đơn thuần của thị trường đúng không hồi phục này sau đó tái tích lũy hấp thụ này sau đó đi vào giai đoạn chính sóng đó những con này mà tái tích lũy hấp thụ tốt theo cái vấn đề của thị trường á nhịp sau nó sẽ dần sóng đúng không những con mà nó về lại đỉnh cũ cần nhất, nhất này hay là những cái con mà uh, một vài con riêng lẻ giống như là khu nghiệp hôm trước có đề cập với anh chị mình SSC này, nó về lại đỉnh cũ nhanh nhất, nhất này những con này mà tái tích lũy trở lại vùng kinh trên này là nhịp sau nó sẽ dần sóng lưu ý và chú ý tới những con như thế này đó, nhưng mà cái nhịp hồi phục này nó đã, đã qua đúng không cái nghĩa là để mà anh chị mình đánh hồi phục á nó đã trẻ rồi Đấy, còn nếu mà chị mình muốn đánh đó, chỉ là đánh những cái giai đoạn chính sống phía sau Nếu mà nó hấp thụ lại được những cái vùng trên này tốt Lưu ý ha, đấy là cái vấn đề của thị trường của chúng ta Và em vẫn đánh giá với anh chị mình thị trường hiện tại bây giờ không cần phải là anh chị mình cầm 100% tiền đồng tiền Đúng ạ có nghĩa là khi mà mình thấy rủi ro thì mình cứ hạ quy mô, hạ tỷ trọng còn thấy cơ hội thì mình gia tăng vị thế chứ không gọi là không nhất thiết anh chị mình phải cầm full tiền và cái trạng thái để mà anh chị mình cầm full tiền á thì chị mình sẽ rất là dễ mình dính những cái nhịp gọi là nhịp chính thật phía sau nếu mà nó có xuất hiện giống như giai đoạn này đi chẳng hạn giai đoạn này đi chẳng hạn anh chị mình thấy phiên này hỗn loạn anh chị mình bán ra hết đúng rồi bán ra hết thì thấy phiên sau bắt đầu nó hồi tăng trở lại thì cảm giác là sao chị <laughs> cảm giác là thị trường của ta nó sẽ không chính nữa đúng rồi mà bắt đầu sao chị bắt đầu chị mình lại tìm kiếm đấy mình uh, tìm kiếm những cái mã cổ phiếu mà nó 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 khỏe trong giai đoạn này anh chị mình đánh anh mình vào thì nó mới dễ nó bị thu hút vào những cái địa nhịp gọi là cái nhịp gọi là cái nhịp hồi phục phía sau này đấy, những nhịp hồi phục phía sau mới là những cái nhịp nó dễ bị trap lưu ý ha à? và khi mà nó dính vào vùng trên này rồi á là cái yếu tố mở biên mà không xử lý kịp á là lại có những cái yếu tố nó là kẹp hàng lưu ý ha à? nó tương tự như thế những cái nhịp này nó diễn ra ngoài anh chị đấy nên nó diễn ra uh, xuyên suốt á à. hay là giống như cái điểm này đi chẳng hạn đúng không à? cái phiên này giống như là chị mình bán ra đi chẳng hạn mình thấy phiên sau nó tăng lại chị mình đua lại thì nó là dính ngay trên đó đúng ạ à? điểm chỉnh thật đó sau đó nó điều chỉnh nó tạo ra cổ phiếu giai đoạn đó thì nó khỏe đúng mà nó tạo ra một cái yếu tố gọi là sinh gì tái tích lũy hấp thụ ha đấy nên là nhìn chung là khi mà nó có những cái tín hiệu rủi ro thì mình cứ hạ tỷ trọng ra trước đã đấy còn khi mà nó có cơ hội nó cân bằng trở lại được thì mình gia tăng trở lại sau nhưng không nhưng mà tuyệt đối không nhất thiết phải cầm phun tiền tại vì sao chị tại vì thị trường ta nó đã tạo ra được một cái trên tăng đó bạn ta ra một cái bước chạy đà Đấy để mà hình coi là cái biên độ này này. Đó là cơ sở để mà nếu thị trường chung của chúng ta điều chỉnh đi chẳng hạn thì cái việc mà phá đáy của của phá đáy của thị trường đó, nó sẽ tương đối khó. Lùi ý ha, đấy là cái vấn đề của cái uh, thị trường của chúng ta. Đấy và uh, cổ phiếu căn hệ thì anh chị mình ạ. Đấy có các cổ phiếu mà còn nên thì anh chị mình cứ tiếp tục mình nắm quan sát để mà thị trường chúng ta hồi phục lên khoảng qua đấy có nghĩa là trong cái phiên sắp tới này đấy, những cái phiên đầu tuần sau hồi phục lên này đấy, mình xem đánh giá cái lực gọi là cái yếu tố cung cầu trên này nó như thế nào ha cái không gọi là cũng không nhất thiết phải để gọi là phải hạ hết trong cái phiên ngày này đâu ha thì em vẫn còn giữ một cơ số cái cái cổ phiếu chứ gọi là giữ hạ một vài hoặc có hôm nay hạ có EB với lại BBD này đấy EB này đấy BBD này đấy còn những cái mã cổ phiếu khác vẫn đang còn đang cầm nắm lưu ha đấy là cái cái vấn đề của thị trường và cái việc á mà nhiều nhà đầu tư mình hay hay cân đo đong đo đếm hay đắn đo, đo giữa cái việc mà mua đúng với lại mua sai thì cái quan điểm của em á là mua đúng mua sai nó không gọi là cái cái việc nó 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 không có quan trọng bằng bằng là cái việc là sao gì nó chỉ gọi là nó chiếm một phần nhỏ trong cái cơ cấu lại lỗ của anh chị mình thôi và cái phần lớn đó chính là nó tác động bởi cái cách đi vốn và cái việc mà sử dụng cái quy mô vốn của anh chị mình đúng không ạ? Có nghĩa là anh chị mình đang cầm một tỷ đi chẳng hạn, anh chị mình mua trong giai đoạn này Đấy, mà thấy rủi ro thì mua 300 triệu thì lỗ 10 trăm của 300 triệu 30 triệu so với cái tổng NV thì chỉ có 300 đúng không ạ Đó là cái cách gọi là cái cách sử dụng quy mô vốn nó mới là cái phần lớn để mà nó gọi là nó nó tác động đối, đối với cái cấu trúc về mặt lãi lỗ của anh chị mình trong cái danh mục của anh chị mình lưu ý ha Đấy là cái vấn đề của thị trường đấy khi mà một cái giống như là cái phiên ngày hôm nay đi chẳng hạn em có nói với anh chị mình á là cái khi mà nó xuất hiện một cái yếu tố thanh khoản lớn á là một cái thanh khoản nó không phải là cái thanh khoản của dòng tiền vào mà nó có dấu hiệu của những cái thanh khoản của dòng tiền ra. Lưu ý hai à, dòng tiền ra có thể là trong những nhịp này này. Đó, người ta đã bắt đầu người ta ra. Có nghĩa là thanh khoản lớn nó không phải đến từ cái việc mà nhà đầu tư bán ra nhiều mà cái việc á là nó đâu đó nó có xuất hiện của một cái <laughs> yếu tố của những cái dòng tiền bắt đầu mua hỗn loạn này này. Người ta có những cái dấu hiệu người ta bán ra một trong một cái nhịp đầu đầu đúng không không phải bán ra hết đâu có nghĩa là người ta gọi là mua vào để mà bán ra 5 triệu đi chẳng hạn người ta sẽ người ta sẽ mua gọi là đầu tiên á người ta sẽ bán ra 10 triệu, gọi là mua vào 5 triệu sau đó bán ra 10 triệu đúng không thì tô tô lại là người ta vẫn bán được 5 triệu nhưng mà nó ở những cái mức giá nào là tốt hơn đấy lưu ý ha nên là dòng tiền gọi là thanh khoản lớn là thanh khoản mà chị gọi là nó không phải là thanh khoản uh, thanh khoản an toàn nên là đối với những sâu những phiên này này là thị trường ta nó khả năng nó sẽ có một cái giai đoạn nó linh sinh các mà có thể nó test đi test lại liên tục và nó tạo ra một cái giai đoạn tái tích lũy hấp thụ phía sau. Nếu mà tái tích lũy hấp thụ phía sau tốt á, thì những cái dòng dẫn dắt em đánh giá nó sẽ ra đời. Tại vì trong giai đoạn này có rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó đã có những cái bước chạy ra tốt. Lưu ý ha và giai đoạn này chỉ là một cái nhịp đánh hồi phục thôi, nó không phải là giai đoạn kiếm tiền chính của anh chị mình. Giai đoạn kiếm tiền chính của anh chị mình á, là những giai đoạn chính sống này và lúc đó mình nó sẽ xuất hiện những cái dòng dẫn dắt đánh sóng ngành lúc đó mình sẽ đánh on in vào những cái dòng sóng ngành thì chị mình sẽ mang lại một cái hiệu quả đầu tư nó tốt nhất ha giống như giai đoạn này đi chẳng hạn <laughs> <laughs> nhịp này đâu phải là nhịp kiếm tiền chính nhịp này là anh chị mình kiếm cũng được không kiếm cũng được đúng không ạ đấy hay là nhịp này, này anh chị mình thấy có đánh thêm một cái biên độ swing trade anh chị mình kiếm cũng được không kiếm cũng được đúng không ạ nhưng mà cái giai đoạn kiếm tiền chính của anh chị mình á là giai đoạn này, này khi mà sống ngành nó xuất hiện giống như là dòng chứng khoán đúng không ạ sống dòng chứng khoán nó xuất hiện thì giai đoạn này mới là giai đoạn kiếm tiền chính của anh chị mình ha à. còn anh chị nào mình theo dõi mình linh hoạt á thì mình có thể đánh nhịp này đấy mình đánh nhịp này Đấy đúng không ạ? Nhưng mà anh chị mình phải xác định đó là đây hai giai đoạn này không phải là giai đoạn kiếm tiền chính, hai giai đoạn kiếm tiền chính là giai đoạn này. Ha và em đánh giá là thị trường của chúng ta trong một cái giai đoạn sắp tới khả năng nó sẽ tạo ra một cái biên độ tái tích lũy hấp thụ bên trên ha à, nếu mà tái tích lũy hấp thụ tốt những cái dòng nhận dắt nó xuất hiện á thì em sẽ hướng đến với chị mình và đặc biệt là chú ý tới những cái dòng mà em đánh giá là nó đang tiềm cần về những cái vùng nền định trước đầu tiên là nhóm ngành thép này hay là nhóm ngành bất động sản hay là một vài cái mã cổ phiếu riêng lẻ khác có thể là ngân hàng có thể là khu nghiệp Đấy, thì trong những cái giai đoạn sắp tới á là chính là những cái đoạn nó sẽ lộ diện qua những cái nhóm ngành như thế này ha đấy là cái thị trường của chúng ta nó sẽ bước vào một cái uh, giai đoạn số 2 và anh chị mình thấy là kể cả sau cái phía ngày hôm nay đi chẳng hạn thì không phải cổ phiếu nào nó còn xấu cả. Đúng không Có những cái cổ phiếu nó vẫn gọi là nó nó vẫn uh, gọi là nó chịu tác động theo thôi, volume bán nó không cao nó vẫn giữ được cái nền thì khả năng nó sẽ hồi phục một cách tốt nhất. Ha còn những cái cổ phiếu mà nó có yếu tố volume lớn trong ngày hôm nay, nó có những cái lực bán chủ động á thì khả năng nó sẽ mất thời nhiều thời gian hơn ha. Nhưng mà cái quan điểm của em á là trong những cái phiên hồi phục phía trên này đáng hồi phục phía trên này thì khả năng thị trường của ta nó sẽ có gọi là nó sẽ có những cái sự dao động có nghĩa là cái phiên này là cái phiên điều kiện tốt nhất để mà thị trường của ta nó tạo ra một cái điểm đánh luôn đúng không nhưng mà dòng tiền nó lại không chấp nhận nó đánh nó có những cái sự tác động bên ngoài thì cái quan điểm của em sau xuất hiện cái phiên này này là mình hạ bớt cái thị trường này lưu ý ha Đấy, nhưng mà nếu mà chị mình gọi là không phải cần phải hạ hạ, hạ hết lưu ý ha Đấy, còn nếu mà chị mình đang cầm còn cầm nắm á, thì mình lưu ý tới này cái phiên tuần sau á những cái phiên đầu tuần sau á nếu mà có những nhịp hồi phục phía trên này nếu mà chị mình cứ quan sát á là nó vẫn cứ tiếp tục dao động lỏng và thanh khoản lớn thì lúc đó là những chị mình canh mình hạ bớt cái thị trọng ra ha, à, để mà chờ đợi những cái nhịp nhịp mới nhịp tái gọi là thị trường nó sẽ cần có một cái giai đoạn tái tích lũy hấp thụ phía sau và quan điểm của em á thì, thì sau cái phiên này khả năng thị trường của chúng ta nó sẽ kết thúc một cái nhịp hồi phục này đúng không à, ạ để mà nó bước đến một cái giai đoạn tái tích lũy hấp thụ phía sau thì hôm trước có đề cập với chị mình về những cái phương pháp để cho anh chị mình đánh đánh đầu tiên là đánh theo những cái nhịp độ hồi phục đầu tiên đúng không à, ạ đánh gọi là đánh ngắn đánh gọi là ở những gọi là cái sự phân bổ ở tất cả các mạng cổ phiếu trên thị trường tất cả các dòng đúng không à, ạ thì khi mà cái dấu hiệu này nó kết thúc á thì nó sẽ bước vào một cái giai đoạn tái tích lũy hấp thụ đúng không ạ tái tích lũy hấp thụ á mình sẽ có những cái chiến lược đánh gọi là đánh xăng điểm nổ đánh gọi là đánh theo những cái biên độ swing ray đúng không ạ thì sau cái giai đoạn tái tích lũy hấp thụ nó tốt thì giai đoạn sau mới là những cái giai đoạn kiếm tiền chính của chị mình ha thì đấy là cái cách để mà chị em đi đánh giá và cũng đưa ra những cái hành động cho chị mình lưu ý ha thì khả năng anh chị thấy là đầu tiên trước mắt thì đầu tuần nó sẽ có những cái nhịp hồi phục Đấy, nhịp hồi phục đó trước mắt á thì đánh giá là anh chị mình cứ hạ ra một một, phần cái tiền trọng đã đấy hay đã bất tự trọng và tiếp tục mình quan sát nếu mà lực cung nó khỏe nó mạnh á rồi là lực cung nó áp đảo lực cầu á thì thị trường của chúng ta đã có những cái thời nó sẽ tiếp tục nó tạo ra một cái nhịp điều chỉnh thật về sau thì lúc đó xong chị mình sẽ canh mình bán ra đấy lưu ý ha đấy là cái quan điểm của em về kiểu tổ tố thị trường ha còn sau cái phiên này thì à, nhìn chung là bán cái ở cái phiên gọi là cái bán gọi là một là mình bán sớm hai là gọi là mình nắm giữ để mà chờ gọi là chờ đợi những cái nhịp hồi phục để mình bán đó còn bạn chắc bán ra những cái vùng giá thấp này em đánh giá thì cái có nó sẽ không cao còn nhà đánh giá nó không cao á có nghĩa anh chị mình có thể mình bán ở những cái vùng giá nó cực kỳ thấp ha Đây là cái quan điểm của em cứ chờ đợi hồi phục để mà anh chị mình xử lý thôi ha còn xử lý cổ phiếu nào nhóm cổ phiếu nào á thì trong cái phần tiếp theo đây em với anh chị mình sẽ cùng đi qua mình đánh giá ha thì nếu mà anh chị mình lần đầu tiên xem video của em anh chị mình đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo ha và cái vấn đề đầu tiên em cũng xin nhắc lại với anh chị mình á là sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay không phải cổ phiếu nào nó cũng xấu đấy nên là trong những cái giai đoạn sắp tới thì trường ta nó sẽ xuất hiện những cái yếu tố phân hóa cực kỳ cao ha thì đầu tiên mình sẽ nói đến cái dòng bất động sản đi chẳng hạn anh chị thấy cũng bdr nó vẫn tiếp tục tạo ra một cái nhịp tăng đúng không ạ nhưng mà nhịp tăng vốn lớn nhưng mà cái độ đồng thuận của anh chị của anh chị mình thấy này hôm trước cũng cái mức cái mức độ thanh khoản là 31 triệu cổ phiếu 32 triệu cổ phiếu đúng không ạ thì nó tăng trần nhưng mà ngày hôm nay là 32 triệu cổ phiếu nhưng mà nó không trần nữa đó, nó gặp một cái áp lực của thị trường chung thì nhìn chung đối với những con này á thì chị mình cứ chặn lại thôi hiện tại bây giờ chị mình cứ chặn lại một giá 27 này đó trường hợp xấu chặn lại giá 26 anh chị nào gọi là mình cầm theo trend luôn á thì mình chặn là giá 26 anh chị đánh ngắn thì chặn lại mươi 27 ha à, còn nếu mà trên vùng động vận động trên vùng này á thì chị mình cứ tiếp tục mình cầm nắm và chờ đợi cái phiên hàng hàng này về có nghĩa là ngày hôm nay nó muốn bùng nổ nhưng mà gặp thị trường chung của chúng ta nó không thuận đúng không à? ạ thì nếu mà cái đối với những cái cách vận động của cổ phiếu này nha anh chị có nghĩa là thị trường mà chúng ta cân bằng á thì những con này nó sẽ còn tăng tiếp còn nếu mà thị trường giảm á thì những con này nó sẽ là những con đầu cơ này giảm nhiều nhất tại vì sao thế anh chị tại vì á là nó sẽ có những cái sự thu hút về đeo bán đúng không ạ nếu mà cái thị trường bắt đầu nó cân bằng thì những cái lực cầu nó sẽ chấp nhận nó hấp thụ nó đánh lưu có nghĩa là nó sẽ đánh theo một cái trạng thái nó đồng pha với yếu tố thị trường ha à, còn nếu mà cái trường hợp thị trường chung mà nó nó mở biên nó giảm nó giảm điểm trở lại á thì xem gì thì những con này có thể nó sẽ là những con điều chỉnh mạnh tại vì sao tại vì nó sẽ nó gọi là trong giai đoạn này nó là một cái điểm sáng và khi mà nó điểm sáng á, nó sẽ thu hút những cái cái sự quan tâm của nhiều nhà tư mà khi mà cái sự quan tâm của nhiều nhà tư đến á, thì nó sẽ có những cái sự đeo bám của cổ phiếu lưu ý ha tại nên là đối với những cổ phiếu này á là đánh ngắn thì chặn lại dưới 27 đánh, bảy đánh, đánh chấp nhận nắm theo trend luôn á thì nắm gọi là chặn lại vùng giá 26 và đối với những cái vị thế mua dưới đây lưu ý ha đó, còn những con này mà nó vẫn neo được vùng trên giống như là ngày hôm nay đi chẳng hạn thì mình đánh giá cái tâm lý thị trường ta nó vẫn sẽ còn có một cái nhịp hồi phục. Chiết là <laughs> Chiết là một cái nhịp hồi phục ở giai đoạn đầu tuần ha. Rồi tiếp theo mà cổ phiếu của sao nãy xem trước nó với anh chị mình Đây là một cái phim nó tạo ra một bán bao nhiêu nó chấp nhận nó hấp thụ hết Đúng rồi, nhưng mà không vì thế mà anh chị mình lại bỏ vàng chị mình mua ở những cái vùng giá cao Tại vì hôm trước có nó nói với anh chị mình á Là một á, con phiếu cổ phiếu này chết trong ngắn hạn nó sẽ kiểm tra cái lượng cung cầu vùng trên này nè Đấy, cái sự đeo bám vùng trên này, này Nó còn hay nhiều hay ít Đúng ạ ngày hôm nay nó có những cái động thái nó kéo tăng nhưng mà bạn chắc anh chị thấy kéo tăng này nó gặp lại vùng kháng cự ngắn hạn nên là cổ phiếu nó có những cái động thái nó test về nếu mà test về ngày mai cái lượng hàng này về này test về mà volume thấp á, thì mình đánh giá những con này nó vẫn sẽ còn có một cái nhịp tăng nữa đấy thì anh chị mình có thể mình chú ý tới những cái cổ phiếu mà nó có những cái đồng thái nó test lại như thế này này, nó có những cái đồng thái nó rung dụ những cái lượng cung treo gọi là cái lượng cung trước gọi là trước những cái media, trước những cái tin tức, trước những cái cổ phiếu mà nó nó niêm yết bổ sung, đúng không à? ạ? Đấy tại vì trước niêm yết bổ sung nó đã rung dữ được một mớ rồi đúng ạ à. thì sau cái quá trình rung lắc này tôi cổ phiếu nếu mà nó test lại cái phiên này giống như là trong ngắn hạn là phiên stopping volume ba trong đó trong một cái nhịp điều chỉnh giảm này của cổ phiếu đúng không à. ạ sau phiên stopping volume ba thì cổ phiếu thường nó sẽ test lại nếu mà thanh còn thấp á, thì nhịp tăng phía sau nó sẽ còn duy trì nữa đấy thì, thì không phải là cổ phiếu nào cũng xấu không phải cổ phiếu nào nó cũng mở biên đâu chị đó nó là đối với những con sale như thế này này đó, test lại volume thấp á, thì có thể canh chú ý tới ha à, đặc biệt là cái phiên gọi là cái phiên đầu tuần đó là cái lượng hàng này về này ha rồi tiếp theo qua những cái cổ phiếu khác chính là con DG DG chị mình thấy là có một cái yếu tố mà nhắc đi nhắc lại với anh chị mình rất là nhiều lần trong cái khoảng thời gian vừa qua chính là cái yếu tố bung khối lượng đúng không bắt đầu nó bung khối lượng dao động bắt đầu lỏng thì đó chính là những cái tín hiệu Sao gì tín hiệu mà mình sẽ canh mình chốt cho đúng không đó, cái quan điểm rất là rõ ràng với anh chị mình có nghĩa là những cái nhịp này này em đâu bảo anh chị mình chốt đâu nhịp này kể cả những nhịp này em đâu bảo anh chị mình chốt đâu nhưng mà bắt đầu nó có những cái yếu tố dao động lòng khối lượng lớn thì ít nhất là anh chị mình gọi là con này cứ chặn lại vùng giá 24.5 còn lại là, là nếu mà nó hồi phục tăng tiếp tục á thì cái target nó sẽ lắp lại cái gap này còn giá 27.X đến giá 218 lùi ha nhưng mà quan điểm khi mà dao động lỏng khối lượng lớn thì nó sẽ không phù hợp cho những điểm mua nữa lùi ha tiếp theo đọc sét đấy giao bắt đầu còn có những cái sự dao động thì những con này Hôm còn cái lượng hàng còn 50 phần trăm còn lại của em á, thì em sẽ chặn lại quanh khoảng đâu đó giá 19.5 ha à, Còn nếu mà nó tiếp tục tăng tiếp tục á, thì nó sẽ target về làm giá như 22 nhưng mà khi mà một khi cổ phiếu nó có những cái sự dao động lỏng như thế dao động bắt đầu nó có những cái sự dao động và nó bung thanh khoản như thế này á, thì nó sẽ không thích hợp cho những cho anh chị mình mua nữa nếu mà cổ phiếu nó tốt á, nó bắt đầu nó siết biên trở lại á, thì điểm sau mới là chính là những cái điểm an toàn còn khi mà nó có những yếu tố thanh khoản lớn như thế thì em đánh giá nó không phải là điểm an toàn để cho anh chị mình vào lưu ý ha à, tiếp theo HDC đi chẳng hạn Đấy, bắt đầu còn là nó có có những cái yếu tố duy trì nền nhưng mà nó hơi lỏng nha anh chị nền này hơi lỏng nên là chị mình nếu mua chờ đợi nền xếp biên còn nếu mà <laughs> đang cầm nắm thì chặn lại vùng giá 33 đã tài ghét nếu mà thị trường hồi phục đó, thì khoảng 3 x đến giá 37 còn vùng này dao động lỏng thì chưa nên vào ha hay là hà đô đi chứ nha đấy nó vẫn duy trì được cái nền cái cổ phiếu nó không có xấu đúng không nếu mà duy trì được cái nền này này nó bắt đầu siết biên trở lại thì điểm xong nó lại gọi là nó sẽ xuất hiện những cái cơ hội để cho anh chị mình mua đúng không anh chị thấy volume ngày hôm nay bán nó đâu có đâu có nhiều đâu đúng không nó là như là những cái cổ phiếu này giống như là ngày hôm nay đi chẳng hạn nó giảm 2,46 phần trăm còn nó tạo ra những cái biên độ swing trade này đúng không vậy biên dưới biên trên biên dưới biên trên mặc dù cái biên này nó hơi hẹp đúng không biên này nó hơi hẹp thôi nếu mà cái trường hợp mà nó siết biên trở lại thì điểm sau nó lại là một cái điểm an toàn để cho anh chị mình vào tiếp tục ha hiện tại những con này nó chịu ảnh hưởng thôi, không muốn đề gì đâu cả. Đó anh chị là có hai mình cứ nắm giữ. Đúng không ạ? Chẳng lại nếu mà thùng cái khỏi cái cái biên dưới này nè, phải còn giá 27.3, đúng không ạ? tiếp theo những cái cổ phiếu khác Nam Long này đi chẳng hạn. Đấy, bắt đầu có sự dao động. Đúng không ạ? Bắt đầu có sự dao động. Thì cái nền này cứ chặn nếu mà thùng giá 36 thôi, target vẫn hướng đến là vùng giá 39.x đến bốn 40. Ha, tại vì cái xung lực này nó tốt này nên là nếu mà cái có đủ một cái mức độ chiết khấu á, thì sẽ bắt những cái điểm xác định ha còn nhìn chung là cái biên này nó không đủ cái mức độ chiết khấu nên là nhìn chung là để mà mua cũng không gọi là không có điểm nhưng mà bán thì cũng chưa đúng không ạ nên là nếu mà anh chị có hàng thì mình cứ nắm giữ đấy nên nếu mà đóng cửa thùng cũng khỏi giá 36 thì chị mình bán ra còn không thì cứ chờ đợi một cái target cùng giá 39 40 Rồi biên lỏng như, gọi là cái biên độ nó bắt đầu nó dao động như thế này á, thì nó cũng không phù hợp cho những cái điểm mua của anh chị mình đó, nhìn chung là nó vẫn trong một cái biên độ đúng không ạ nếu mà siết biên hơn nhiều hơn á thì điểm sau nó sẽ an toàn ha nhìn chung cổ phiếu bạn đang duy trì nhịp tăng không có gọi là nó, nó nó chưa xấu nhưng mà nó không chưa gọi là phải là xuất hiện một cái điểm mua gọi là điểm mua về mặt siết biên đúng không ạ hay tiếp theo những con khác tôi SH này ngày hôm nay cũng tăng Đó, những cái con bên này một chút đúng không ạ bên này một chút này Đó, tăng thì vùng trên này nó là, sẽ là những cái bước điểm đến kháng cự đúng không ạ 13 đến giá 13.5 ha rồi tiếp theo qua những cái dòng khác giống như dòng chứng khoán này chẳng hạn. BSI à, về đỉnh cũ thì cổ phiếu rung lắc bình thường nha anh chị. Đúng không? Về đỉnh cũ cổ phiếu rung lắc bình thường. Đấy những nhà tôi kẹp hàng vùng trên này người ta cho bán hồi hết. Cổ phiếu nó hồi phục những này là cực kỳ tốt nha anh chị. Đó, những con này em cũng có đề cập với anh chị mình đó. Đối với cái dòng chứng khoán đó, là nếu mà nó để mà nó dặn chắc tiếp tục đó, nó phải có một cái giai đoạn tái tích lũy hấp thụ trở lại. Đấy, tái tích lũy hấp thụ trở lại thành công đó. thì nhịp sau đó nhịp trước là con này nó là con uh, chỉ báo đúng không ạ? Nên kỳ vọng nhịp này đó tái tích lũy hấp thụ được thì những điểm sau nó chỉ báo thì nó sẽ lại có những cái sóng dòng của nhóm hành chứng khoán đúng không ạ hay là HCM đâu đi chẳng hạn đấy ngày hôm qua test cung rất là đẹp nhưng mà ngày hôm nay không chấp nhận nó đánh nữa đúng không thì, thì nhìn chung là em đánh giá là cái nền này cũng uh, gọi là cái cái nền này có nghĩa là không chấp nhận nó hấp thụ thì nếu mà cái trường hợp nó hồi phải lên phía sau mà nó giảm điểm trở lại thì điểm phía sau chính là những cái điểm giảm thấp luôn ha có thể nó sẽ về lại test lại cái vùng nền đáy phía dưới này hay nên là nhìn chung là cái nền này nếu mà nó thùng á mình cũng nên cho nên chị mình hạ ra MBS này tương tự này. Đấy. Đấy, đúng không ạ? Ngày hôm qua test cung rất là đẹp, kỳ vọng điểm nổi mà không không gọi là không nổ. Nhưng mà có nghĩa là nó đạt hết những cái điều kiện rồi, nhưng mà nó không đánh. Thì khả năng đối với những con này nè, anh chị mình chặn nếu mà thùng về 20 á, anh chị mình cứ chặn này ha. Đấy, chặn nếu mà thùng về 20. Đấy, lưu ý ha. Còn với những cái yếu tố mà bắt đầu nó bung khối volume này á, thì mình đánh giá là cũng canh chị mình chốt dần ha, chốt dần. Đấy để mà an toàn đảm bảo cái thị trường. SHS này Đấy, cũng bắt đầu nó bung lên cái volume này. Mặc dù cái nền nó vẫn giữ, đấy cứ chặn con giá 17 đi. Đấy, cứ chào giá 17 đi nha anh chị. Đấy, SSI này tương tự nè. Đấy, cứ chặn con giá 31 đi, thùng 31 bán ha. <laughs> đấy, kỳ vọng hôm trước kỳ vọng một cái điểm nổ nữa nhưng mà ngày hôm nay nó không nổ. Thanh khoản này không cao đâu nhưng mà cơ bản á, là à, thị trường của chúng ta hay là các nhóm ngành nó đang bị dao động. Đấy, nên là cứ chặn lại cho gọi là chặn lại cho nó nó tốt nhất lưu ý ha. Ngành tiếp theo VND này. Đấy, bắt đầu có những cái sự trần biên và dao động chẩn biên như thế này á là phải dây chân ha bị dây chân có nghĩa là đặt những cái điều kiện rất là gọi là liên tục tết cung rồi mà không đánh giống như à, em đang đánh giá năm 2022 á đấy mình thì mình cũng nên cẩn trọng hơn một chút ha giống như giai đoạn này này thì sao bắt đầu nó đi ngang một thời gian lâu đấy siết biên rồi test cung liên tục cung liên tục nhưng mà dòng tiền nó không chấp nhận vào đã đánh đúng không thì giai đoạn sau mới này một cái giai đoạn chỉnh Đấy, nên là mình phải uh, lưu ý và mà cẩn thận ha Đấy, thì em, em cũng có quan điểm với chị mình rất là rõ ràng về cái nhóm ngành chứng khoán rồi đúng không ạ à? là nhóm ngành chứng khoán á là nhóm ngành để mà nó tạo ra một cái chu kỳ tăng tiếp thì bắt buộc nó phải có một cái đoạn tái tích lũy hấp thụ tại vì cái tại vì á là cái nhịp đây này, này cái chu kỳ vừa qua nó đã kết thúc đúng không ạ à? thì để mà hình thành nên một cái dư địa mới thì bắt buộc nó phải có một cái nền tảng tích lũy để mà nó tạo ra dư địa đúng không ạ à? thì em kỳ vọng là nếu mà nó hình thành nên một cái nền này thì giai đoạn sau nó sẽ dần sống tiếp đấy kỳ vọng như thế con nhịp này là nhịp hồi phục đơn thuần ha đấy đấy là cổ cổ phiếu này thì nếu mà thị trường vận động tốt quá thì có thể nó lên vùng trên nhưng mà cái trước mắt đó, thì cứ thủng vùng giá khoảng khoảng 18.19.8 này thì chỉ mình canh hàng ha đây cổ phiếu này thì theo VCI tương tự này đấy, bắt đầu nó có cái sự dao động thanh khoản đấy mặc dù cái nền này vẫn giữ nhưng mà thùng nền thì nên bán ha thùng nền thì nó đẹp thùng nền có thể nó sẽ test về lại vùng dưới này ha Đấy, vùng trên này vùng 42 hai đang gặp kháng cự một chút ha. Ngày hôm trước là đã đẩy một cái phiên test cung khá đẹp rồi, nhưng mà dòng tiền khóc chấp nhận vào rồi đánh. Đấy, em kỳ vọng là cái phiên này này test cung này nó phải có một cái điểm đổ là nhẹ 44. Nhưng mà không chấp nhận vào đánh thì mình làm sao gì? Mình phải linh hoạt đối với thị trường ha, linh hoạt đối với cổ phiếu. Còn bản chắc nếu mà gọi là nó xuất hiện những cái tín hiệu mà rủi ro mà mình không hạ được cái tỷ trọng thì thì giai đoạn sau anh chị mình cũng sẽ tương đối khó để mà anh chị mình xử lý ha. Đấy, nhìn chung là hiện tại bây giờ cái nền nó vẫn giữ nếu mà nó thủng lên thì mình bán còn không thì thôi không thì cứ nắm giữ thêm không có vấn đề gì cả đâu thì mình đánh giá kỳ vọng là trước mắt á, là đầu tiên nó sẽ có một điểm hồi phục nếu mà cái điểm phía sau á, mà nó mở biên thật á, thì điểm đó nó mới là những cái điểm mà nó 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 nhóc nhàng từ mình ha còn nhìn trong cái biên độ mà nó bắt đầu nó bung thành cổ như thế này á, thì cái quan điểm đó là không đáng đấy em có quan điểm với chị mình rất là kỹ đấy ca ha rồi tiếp theo quay cái dòng thép này hbg khỏi sang nằm kim Đấy, hbg bắt đầu nó chuẩn biên này đấy nên anh chị thấy nó bắt đầu nó chuẩn biên này thành còn bắt đầu nó bung lên đấy thì những cái con này mà thùng 26 thì mình canh chặt ha còn nếu mà trên 26 á thì kèm vòng một có một cái nhịp rướng nữa đấy rướng nữa về là cái vùng gấp trước đây này đấy còn vùng trên này dao động lòng khối lượng lớn không an toàn không an toàn để để cái điểm vào thôi nha anh chị còn điểm nắm giữ thì có hàng chị mình vẫn nắm giữ được mình chặn đồng giá 26 thôi ha rồi tiếp theo năm kim này đấy còn bây giờ mình bảo đi mua thì nó hơi trẻ ha còn kỳ vọng những con này á là nó giữ được cái nền trên này tái tích hấp thụ nền trên này thì điểm sau là mình đánh chính sóng luôn đánh sóng dòng luôn nha anh chị à, ho sen này đá hàng này về nó vẫn giữ nhịp được nên giá là khá là khỏe đấy chứ anh chị đúng không ạ nhưng mà để mà mua sao chị nó trẻ có nghĩa là chị mình cảm giác á, là khi mà mình đứng ngồi á thì thấy cổ phiếu nào nó không tăng con nào nó không tăng con nào nó không mạnh nhưng mà anh chị mình thấy cơ, cơ bản bản chất này thì mình mua từ phiên này có hàng về có lãi đâu đúng không ạ đâu có lãi đâu đúng rồi đấy nên là cái cái gọi là nó tạo ra một cái trạng thái gọi là trong chán thì ngồi thèm Đấy, ngồi bên ngồi nhìn thấy con này đẹp bên ngồi nhìn thấy cổ phiếu nào không nhưng mà đụng vô một cái vô một cái là không có gọi là là thì lại gặp những yếu tố rung lắc điều chỉnh cổ phiếu lại không tăng đấy nó có một cảm giác như thế tại vì sao cổ phiếu về lại vùng trên này thì bắt buộc nó phải có một cái giai đoạn tái tích lũy hấp thụ đúng là nó là đối với những cổ phiếu giống như là hoa sen đi chẳng hạn điểm mua mới thì mình nó không còn nhưng mà đối với anh chị là nắm giữ thì hiện tại bây giờ mình cứ chặn khoảng giá 20.5 đi Đấy, còn không thì cứ lên vùng này chị mình chia ra chị mình chốt dần cái nhịp điều gọi là nhịp hồi phục này á, là bắt đầu nó có những cái sự gọi là cái yếu tố chuẩn biên và cái yếu tố chuẩn biên thì chị mình phải cực kỳ lưu ý tới tại vì chuẩn biên á, là nó thể hiện là bắt đầu nè cái sự gọi là cái sự chú ý từ từ giai đoạn trước này nó bắt đầu nó cho nhiều tự tham gia thì mà nó không cho lại á, thì anh chị mình phải cực kỳ cẩn thận lưu ý ha đấy đấy là cái cổ phiếu này Đấy, nên chúng ta đang kỳ vọng có nghĩa là kỳ vọng theo từng cái giai đoạn giai đoạn hồi phục chạy đà đã có rồi cái giai đoạn thứ hai là tái tích lũy hấp thụ Đấy, tái tích lũy hấp thụ niềm bên trên nó tốt á, điểm sau là một cái điểm chính sống đối với cổ phiếu thép ha rồi tiếp theo qua nhóm ngành ngân hàng cái ECB này hàng về chị thấy là ngày hôm nay quay trở lại là lắp Thành còn bé tí à. thì nhìn chung nếu mà đánh đối với những cái nhóm ngành ngân hàng á cứ canh những cái điểm test lại Đấy, nếu mà anh chỉ muốn đánh được cứ canh những cái điểm test lại thôi việc gì phải mua những cái yếu tố gọi là khi cổ phiếu này đã tăng cao đúng không ạ? tại vì nhóm mà ngân hàng nó có một cái đặc tính đó, nó không tăng gọi là tăng rất 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 được đấy mình phải hiểu về cái đặc tính của cổ phiếu để mà mình đầu tư ha đấy là ECB này về lại vùng này là điểm hỗ trợ thì kỳ vọng nó cân bằng một nhịp sau đó nó hồi phục lên lại đấy, nếu mà muốn đánh thì canh những cái điểm hồi phục, gọi là điểm điểm test lại như thế này này mua thấp là ok rồi ha tại vì cổ phiếu nó đã có một cái điểm nhấn về bằng dòng tiền ha hay là tiếp theo BID này thì không tăng giảm tăng giảm tăng chỉnh tăng chính bình thường Đang Biết gì anh chị mình phải đua cao đúng rồi hàng về đã test lại vùng biên này này nhưng mà volume nó hơi lớn nha anh chị đã volume nó hơi lớn nếu mà volume nó bé bé một chút nữa nó giống như nhịp này này volume test kiệt cung này điểm sau nó hồi phục nó dễ ha à, còn nếu mà chị mình muốn đánh á, thì cứ test lại kiệt cung vào đấy cứ canh những điểm test lại thôi vấn đề gì phải mua những cái điểm đuổi đâu cái là ctg này tương tự này Đấy cổ phiếu nó hồi phục MGAP gáp, ngày hôm nay test về gáp Thành còn bé tí không muốn đi gì cả. Test về lại nền hỗ trợ này, quanh vùng giá 29.5 chính là điểm hỗ trợ. Thì em kỳ vọng con này nó vẫn sẽ gọi là nó giữ biên để mà nó tiếp tục tạo ra một cái điểm tăng tiếp ha. Nên là đối với những điểm chính lại á, thì có thể canh quanh cái ngưỡng vùng giá 29.5 ha. Thì dòng ngân hàng thì em vẫn còn giữ lại giống như MB vẫn còn giữ lại bình thường. Tại vì sao cổ phiếu nó không phải là cái yếu tố chủ động đến từ cổ phiếu. Đúng không Về lại vùng nền này này là điểm hỗ trợ. Đã quanh cái giá vốn của chị mình thôi. Đúng không ạ? ghi ra tính tăng nè chỉnh nè tăng nè chỉnh nè đấy yếu tố bình thường đúng không à. ạ đó là những con này có thể cầm nắm được đấy, nhưng mà nếu mà cái trường hợp thung khỏi đó thông qua vùng giá 12.9 là nó sẽ bị có thể nó sẽ test về lại cái vùng mình đấy đây thì lúc đó mình sẽ cắt hẹn ra à, còn cũng không thì hiện tại bây giờ khả năng nó về lại vùng hỗ trợ thì khả năng nó sẽ có những cái sức bật À, mình quan sát sức bật phía sau á dòng tiền nó có chấp nhận nó vào hay không ha còn đối với EB mình cũng có nói với chị mình á là test lại mà thanh còn lớn á thì nhìn chung cơ bản nó sẽ còn nhập nhằng ha mình nếu mà trường hợp phía sau á nó test lại cái nền này hỗ trợ này này mà thanh còn thấp dần á thì có thể canh cover ha tiếp theo MBB này đó, tăng chỉnh tăng chỉnh anh chị thôi nó đâu cả đâu nhất thiết phải bỏ vàng ngày qua kia cung này ngày hôm nay có những cái yếu tố dao động đúng không ạ về lại nền hỗ trợ cổ phiếu có sức bật thì thường nó sẽ sao gì nó sẽ tăng chỉnh tăng chỉnh như một cái cái điểm dứt chắc đấy thì dòng ngân hàng nếu mà muốn đánh thì cứ canh những điểm chính thôi vấn đề gì phải mua đuổi những cái con cổ phiếu đâu lưu ý ha tiếp theo những con SHB này thanh còn hơi lớn nhưng mà về lại vùng này là một điểm hỗ trợ khả năng nó sẽ có những điểm xuất bật ngắn hạn thì điểm gọi là kháng cự ngắn hạn cổ phiếu là khoảng vùng giá 11.4 đến giá 11.6 đấy tết về lại vùng này á thì nó sẽ có và gọi là chú ý nếu mà lực cung nó nó xuất hiện á, thì có thể là điểm sau mới là điểm chỉnh đắt ha tiếp theo Tibank đi chẳng hạn đấy nên hỗ trợ rồi nó thanh khoản không có cao đâu nhìn chung là khả năng nó sẽ có điểm hồi phục trước mắt là ngắn hạn là khoảng vùng giá 17.3 đến giá 17.5 ha thì theo theo ban này trước có nói với anh chị mình này con này đánh thì đánh theo quỹ xuống đây thôi đấy biên dưới mua biên trên bán đúng rồi hiện tại bây giờ test lại này volume bé tí đó. đấy có thể canh còn dưới giá 19 canh vào nếu mà đánh theo cái dạng gọi là xuống đây đúng không lên biên trên bán ra ha đây là nhóm ngành uh, ngân hàng Đấy, banh chứng thép ngân hàng rồi đến rồi tiếp theo qua một vài cái cổ phiếu nhóm ngành dầu khí dầu khí BR đấy em trước chạm biên trên này cổ phiếu tách lại nó thanh còn hơi lớn nhìn chung là cái cái, cái gọi là cái cổ phiếu này nó đi hơi chậm đúng không ạ nó đi hơi chậm một chút nên là thường em sẽ không lựa chọn để mà đầu tư ha rồi tiếp theo những con khác giống như là BVB bắt đầu có sự dao động rồi này chị đó dao động lòng như thế này thì nhìn chung là có hàng mình cứ chặn thôi nếu mà đóng cửa dưới giá 20 21 đó, thì canh bán còn không thì có hàng mình cứ tiếp tục mình nắm thôi không phù hợp cho điểm mua tại vì sao chị giao động làm khối lượng lớn ha thì theo bvc đi chẳng hạn bvc này về lại kháng cự bên trên cổ phiếu rung lắc bình thường đúng không à. ạ kỳ vọng nó tạo ra một cái vòng cung hướng lên này đó, kiệt thanh còn này giai đoạn mở biên phía sau có thể đánh những cái điểm mở biên phía sau để mà kỳ vọng cho một cái nhịp độ vượt đỉnh ha thì em vẫn đang theo dõi những con này để mà mình uh, nắm bắt cho những cái dòng phía sau à, tiếp theo bvd này em trước đánh nền này thùng nền bán đấy đánh theo một cái nguyên tắc của mình đúng không ạ mua vì gì bán vì đó mua vì kỹ nền này kỳ vọng điểm nổ bán ngày qua tết cung kia cung mà không nổ sao không chị, thì cần canh bán ra trước đã ha còn nếu mà <laughs> trường hợp sau cái phiên tết cung này này cổ phiếu nó hồi phục trở lại được nó lấy lại cái mốc giá hai bảy á nó chuẩn biên giai đoạn sau á thì có thể canh được đó cái giai đoạn này vũ bỏ nhưng mà nhưng mà chấp nhận thôi tại vì mình mua gọi là mua kỳ vọng ở nền thì mình gọi là sao chị khi mà xuất hiện yếu tố gọi là mở biên á thủng lên đó thì mình sẽ canh lên chị mình bán đó tại thì ngay ngày hôm thứ sáu vừa qua em chỉ bán hai mã cổ phiếu một là EB hai là PVD lấy còn các mã cổ phiếu còn lại vẫn đang nắm giữ và chờ đợi những cái nhịp độ hồi phục để mà mình đi đánh giá nó có những cái chiến lược tối ưu đúng không ạ à? em có nói với anh chị mình trong trong khách hàng của mình rất là kỹ là cái việc á các mã còn lại thì cứ tiếp tục cầm nắm có hành động gì em sẽ cập nhật với chị mình ha phiên này mở mở biên á volume lớn khả năng nó sẽ có những cái nhịp hồi rút chân nhịp kéo phía sau mới là những cái nhịp nó dễ bị trát. thì chủ trương hãy đi trồng trước bớt một phần đó vì vận động mở biên vô lớn nên mà là gọi là chủ trương mình cứ hạ bớt một phần trước đã các mà cổ phiếu không chịu ảnh hưởng nhiều này volume không cao thì cứ nắm giữ qua nhịp qua qua nhịp hồi phục phía sau á thì tới gọi là mình sẽ có những cái hành động phía sau ha đem cơ bản hạ EB này dòng dầu khí này để hạ tỷ trọng thôi còn lại chỉ mình có hàng mình cứ nắm giữ tiếp tục để mà nhịp tới hồi phục phía sau á nó sẽ có những điểm tối ưu để cho anh chị mình gọi là để cho anh chị mình mình hành động ha tiếp theo những con như còn BVS này biết cũng không chịu tác động như nhiều đâu, nhưng mà bạn chắc là cái volume nó hơi lớn ha. Đấy, kỳ vọng cái nền này nó sẽ giữ được thì nhịp sau nó sẽ có những cái giai đoạn mở biên đánh vượt đỉnh ha. Thì chung là trong một cái trend vừa qua cổ phiếu này nó đâu có à, gọi là nó đâu có gọi là đâu có giảm đâu anh chị. Đúng không? Nên là kỳ vọng nó giữ được cái nền này này thì điểm sau nó đánh được. Đấy những con mà trong giai đoạn rung lắc của thị trường nó giữ được biên á mà giai đoạn phía sau nó đồng pha được thì đấy mới là những con anh chị mình chú ý tới ha. Và ngày hôm nay là nó mở một cái cái volume như thế này á thì volume nó hơi lớn này đấy, điều kiện đánh nó không đánh thì sao chị mình trước mắt mình đè trước đã đấy sau những điểm vụ bỏ hồi phục lên được á thì giai đoạn xấu nó mở ra một cái cơ hội cho chị mình vào lại không muốn đi gì cả đâu ha Đây là dòng dầu khí này rồi tiếp theo khu nghiệp đầu tư công khu nghiệp đầu tư công là có con uh, gvr đi chẳng hạn đấy nhưng mà bắt đầu sự dao động có sự dao động này hôm qua tết cung rất là đẹp nhưng mà cổ phiếu không đánh Thế là nó bị chiều tác động của thị trường chung á thì chính là chờ đợi cái phiên này về nếu mà giữ nên tiếp tục á, khả năng giai đoạn sau nó sẽ đánh bù ha hay là hhv này Đấy, nhìn chung là thanh khoản nó không lớn nó giữ được biên thôi nhưng mà cái dao động nó hơi lớn vì nó giữ được nền thì nhìn chung là có hàng mình đánh giữ quan sát trước đã trước đã đúng không ạ Đấy, quan sát trước đã nếu mà nhịp tốt quá thì nó đánh về lại vùng khoảng 16.5 đến giảm 17 á, chính là những cái điểm chốt ta ghét ha. Còn hiện tại bây giờ nếu mà gọi là canh chặn á thì chặn vùng giá khoảng 15 ha. Và tiếp theo những cái mà cổ phiếu khác giống như là KBC đây. Nó có nhịp tăng này, nó tăng cái gặp kháng cự rồi. Đấy, ngày hôm nay volume hơi lớn này. các bạn nó tại nên thôi, chỉ mình mua những con tại nên nó rất an toàn đúng không à, nó rất là an toàn với chị mình tại vì sao như thế chị tại vì khi mà nó gọi là nếu mà nó chỉnh đi chẳng hạn nó không sẽ về nền hoặc là cái <laughs> cái bvd của em đi chẳng hạn em bán ra phiên này nhưng mà sao gì kể cả khi mà nó giảm đi chẳng hạn nó mới biết giảm giảm đi chẳng hạn thì nó sẽ có những giai đoạn nó test trở lại nè lưu ý thì mua tại nền nó sẽ cực kỳ an toàn hơn là cái việc mà chị mình mua đuổi đúng không à, ạ giống như là cái bc mua đuổi trong phiên này thì gọi là cũng rất là khó nói đúng không à, ạ chị thấy này các mua tại nền này thì nó sẽ có cơ hội để cho chị mình sửa sai chứ chị mình gọi là mua đủ cao trong cái phiên này đi chẳng hạn thì nó rất là rủi ro đúng là mua tại nền bùng nổ lên cái thì nếu mà nó cái phiên này không xử lý kịp đi chẳng hạn thì nó có những cái phiên hồi này để cho chị mình xử lý đúng không ạ còn chị mình gọi là cái quan trọng gọi là khi mà nó nổ lên rồi á rồi mới đua vào á, thì chị ta thấy cái điểm này mới là cái điểm cõi chết của bên nhà đúng không ạ rất là nhiều nhà tự mình kẹp hàng trở là, lưu ý đó nên là có nó sẽ có những cái điểm chỉnh giá chính thật như thế nên là vì sao trong giai đoạn này cứ khuyến nghị cho anh chị mình đó nếu mà chị mình mua chị mua tại nên thôi còn cổ phiếu nào nổ rồi thì thôi bỏ qua cổ thứ nhất là cái thứ hai là không nhảy ra nhảy vào đúng không có nghĩa là không nhảy ra nhảy vào ở đây á là không phải thấy con dòng này tăng Thì chị bán cổ phiếu này mua mua cái dòng khác tại vì bạn chắc anh chị mình thấy trong cái khoảng thời gian vừa qua nó gọi là một dòng nó chỉ tăng một hai phiên thôi đúng rồi, chứ không chứ đâu có tăng nhiều đâu Đó nên là một cái bùng nổ rồi á thì chị mình mua vào nó lại hàng về nó lại tương đối áp lực ha rồi tiếp theo những con khác sgc đi chẳng hạn sgc là cổ phiếu mà nếu giai đoạn sau nó có sóng nó giữ được cái nền này, thì khả năng nhận sóng cổ phiếu cực kỳ cao quan trọng là nó phải có một kỳ đoạn tái tích lũy hấp thụ biên trên này này thì nhịp sau mới đánh sóng được à, hiện tại bây giờ thanh còn lớn này thanh còn lớn gặp vùng kháng cự chứng tỏ cái lực cung nó bắt đầu nó tung ra đúng rồi, thì quan sát cái phiên này về nó chấp nhận hấp thụ như thế nào thì em em đã đánh giá thì cơ bản nếu mà cổ phiếu này nó khỏe nó sẽ tái tích lũy vùng biên trên này này thì nhịp sau những con mà nó hồi phục được trở lại vùng đỉnh cũ nhanh nhất nó sẽ là những con leader hai à, lưu ý à, phải chú ý quan sát kỹ hai à, tiếp theo vcg này tương tự này dao động nó hơi lỏng nhưng mà cái nền của nó vẫn giữ đúng ạ à, thì kỳ vọng những cái điểm hồi phía sau nếu mà bùng nổ lên một cái mà gọi là thị trường chung chúng ta không thuận để chẳng hạn thì sẽ canh bán ra từ những từ những cái điểm hồi phục gọi là từ những cái điểm hồi phục phía sau <laughs> hồi phục phía trên ha còn hiện tại bây giờ trong nền thì vẫn đang nắm giữ bình thường ha mình canh chặn nếu mà cổ phiếu nó đóng thùng khỏi vùng giá hai mốt hai 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 còn hiện tại bây giờ trong nền thì cứ cầm nắm trở lại và quan sát trước đã vấn đề gì đâu ha đâu phải con nào cũng xấu đâu thì đó là một vài cái cổ phiếu mà em muốn nhắn gửi với chị mình trong cái video ngày hôm nay thì cái quan điểm của em á thì sau cái phiên ngày hôm nay thị trường của chúng ta nó sẽ có một cái nhịp hồi phục trở lại nữa và sau cái phiên, cái phiên, hồi phục này này là nếu mà cái trường hợp nó mở biên trở lại á thì cái phiên này mới là cái phiên chỉnh thật và cái phiên chỉnh thật như thế em đánh giá nếu mà nó có xảy ra thì nó cũng sẽ không cao gọi là nó sẽ không sâu đúng không ạ tại vì cái biên độ này nó đang tăng, tăng rất là tốt đúng không ạ? Thì khả năng điều để mà phá đáy tạo ra một cái chu kỳ đào tiếp tục thì em đánh giá nó không cao nữa. Lưu ý ha. Và sau cái phiên này thì em đánh giá cái xác suất cao hơn là cái việc mà nó sẽ có một cái giai đoạn tái tiếp lượng hấp thụ để mà nó hình thành nên cho những cái dư địa của những cái dòng nhận nhắc mới ra đời ha thì những cái dòng nhận nhắc mới ra đời á thì để mà nó tích lũy đủ á thì nó sẽ có một cái đoạn chính sống phía sau thì giai đoạn chính sống phía sau đó nó sẽ là những cái cơ hội để cho anh chị mình kiếm tiền chính ha còn hiện tại bây giờ đây chỉ là một cái nhịp mà gọi là hồi phục đơn thuần thôi hay là tái tích lũy đơn thuần thôi còn bản chất giai đoạn kiếm tiền chính là giai đoạn chính sống đối với cổ phiếu ha và nếu mà trường hợp bước vào một cái giai đoạn tái tích lũy hấp thụ á thì nó sẽ có những cái chiến lược đánh đánh tiếp theo nữa là ta gọi là swing trade hay là đánh gọi là đánh sang điểm nổ đúng không à? ạ thì hôm trước có đưa ra cho anh chị mình về một cái video để mà uh, gọi là mình đánh theo từng cái chiến lược thì trong cái phần uh, gọi là những cái cái uh, gọi là cái uh, cái uh, cái uh, những cái uh, gọi là sắp tới em sẽ đưa ra cho anh chị mình về một cái chiến lược nó cụ thể hơn từng cái giai đoạn đúng không à? ạ nếu mà bước vào một cái giai đoạn gọi là tái tích lũy hấp thụ ha thì đấy là những cái nhận định của em về cái yếu tố thị trường chung của chúng ta thì nếu mà chị mình thấy hay đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo ha nếu mà chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư của chị mình thì chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 886 để mà cùng đồng hành cùng em trong trong khách hàng mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất nó sâu sắc nhất trong phiên ha Tiệm cũng xin kết thúc video tại đây. Kính chào anh chị mình, hẹn anh chị mình vào video lần sau ạ.